Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang đi dạo ở khu thác suối. Thì hôm qua trong mấy ngày vừa rồi thì ở Nhật Bản thì đang có đợt bão, thế nên nước suối hiện tại là rất là xiết, chảy rất là lớn. Đây. Đây. Chảy rất là lớn, thế mình không thể xuống đó review được cho tất cả mọi người, nhưng mình đi qua khu vực này và cũng đã bắt gặp một cái khu cảnh người Nhật đang làm việc, đang làm nông tại các khu vực này, và mình sẽ xuống mình hỏi xem người Nhật người ta làm như thế nào. Thì hôm nay là ngày chủ nhật mà mọi người vẫn làm việc. Thế mình sẽ đi xuống và hỏi xem nhá. Mình không biết là mình xuống hỏi xem có được không, thì mình cũng thấy tất cả mọi người cũng đang rất là bận. Thế nên là mình phía xa xa đằng kia một cái ruộng lúa đang chuẩn bị vào gặt rồi. Và bây giờ mình sẽ xuống dưới này và hỏi xem có được quay vào nói chuyện với các bạn một lúc không? Có được hay không? Bây giờ mình đã giờ xuống. Mình đang đi xuống gần con suối. Bây giờ mình sẽ đi vào. Bây giờ mình sẽ vào đây, mình hỏi. Xin chào. Mình sẽ chỉ đứng bên ngoài và quay thôi. Mina đang mọi người thì đang làm và rất là bận rộn nên không cho mình quay. Hiện tại mình sẽ ra cánh đồng bên ngoài và bắt gặp một số các loại hoa rất là đẹp. Và đây là cái ruộng lúa của Nhật Bản, họ trồng lúa mình không hiểu tại sao họ rất là bội thu nhá. Lúa các bạn nhìn lúa đẹp chưa? Đây. Cái lúa rất là đẹp. Đây. Đồng không bị một con chuột con chim nào nó ăn nhá, rất là đẹp. Mình quay cho cánh đồng ở cái ruộng lúa, đây chỉ có một ruộng lúa, và bên này là
bên người dân người ta trồng hoa màu đấy, ruộng lúa rất là đẹp. Và đây là phần nước lúc nào cũng có ở trong ruộng nha. À, người dân Nhật Bản rất thông minh, nước chảy luôn luôn. Quay lại, bạn nhìn kia, nước cũng nào có nha, và đường ống nước họ dẫn ra. Nhìn rất là thích, lúa rất là đẹp. Hôm nay thì trời cũng rất là nắng, bạn nhìn thấy đây lúa chín rồi, chắc chỉ còn vài ngày nữa là mọi người sẽ thu hoạch lúa này rồi. Lúa ở bên Nhật này thì vụ năm nào thì cũng sẽ bội thu như vậy đấy, có một ruộng lúa thôi mà không bị tàn phá bởi chuột bọ rồi chim chóc, rất là đẹp luôn. Đó, bạn nhìn thích mắt chưa? Có lẽ thì video của mình cũng sẽ được kết thúc tại đây, và cũng sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cái video tiếp theo. Mong là mọi người sẽ vẫn sẽ ủng hộ mình xem video cũng như là đăng ký kênh để và chia sẻ, hãy cùng mình đi khám phá. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại.